Hello mọi người, thì hôm nay là ngày giờ này là khuya ngày 9 tháng 12, sắp qua ngày 10 tháng 12 rồi. Thì hiện tại thì cái nang của mình mới vừa mổ xong mà mình vẫn còn sưng. Thì như mọi người biết đó thì đã trôi qua ngày sinh nhật của mình là 5 ngày, đó mình sẽ kể cho mọi người. Hôm nay thì mình bắt đầu lành rồi, cơ thể cũng lành, cái vết mổ cũng lành rồi, thì mình quyết định quay lại cái clip kỷ niệm những cái món quà sinh nhật đó. Thì rất là hạnh phúc vì cái năm nay thì mình nghĩ là mình sẽ ăn sinh nhật ở bệnh viện thì cũng không có buồn bã gì đâu mọi người, mình lúc nào cũng vui vẻ đó. Nhưng mà kiểu là mình không nghĩ là năm nay mình nhận được nhiều quà như vậy, thì cũng một phần là do mình kiểu mình đăng lên rồi kiểu mình đi mổ rồi đồ, chắc mọi người thấy thương mình kiểu là thương hại hay sao á, tặng quà rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ khui quà cho mọi người nha. Thì đầu tiên đó là mọi người thấy ở đây có rất là nhiều hộp quà nè, và gói rất là xinh đẹp nha. Đây, 1 hộp, 2 hộp, 3 hộp, 4 hộp, 5 hộp, 6 hộp. Cái này là hộp quà trang trí cho thông nha, mình lấy ra để cho đẹp thôi đó. Chứ nó cũng không có phải là quà của mình đó, nên mình liền ra ngoài cho mọi người đỡ lầm tưởng nha mọi người. Đó rồi, chúng ta sẽ cùng đến với món quà chính thức. Ai là người tặng quà mình đầu tiên đó là mình nhớ nè. À đây, đây là tập thể mọi người tặng quà mình đầu tiên. Thì mọi người sẽ thấy một đôi giày Vans. Vans là Van nha, không phải Van xinh đâu nha mọi người, không phải Van xinh mới có đây. Giày Van nha, khi mà mọi người mở ra thì mọi người sẽ thấy là nó có một cái tấm poster card xinh đẹp tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật, mình sẽ có file, gọi là file ảnh luôn, mình sẽ gửi cho mọi người coi. Còn cái này là file in da giấy thôi, in trắng đen nha mọi người. Nó tiếc tiền đến mức nó in trắng đen nha mọi người nha. Thì tập thể những người gửi đây, nó sợ mình không biết đường để sinh nhật tặng lại hay sao mọi người. Có lít ra tập thể những người gửi nè. Đây mình đọc cho mọi người nha. Chúc sinh nhật xinh đẹp bớt sần Rom nè, thư quạo thảo cọc, uyên ủn ỉn, ly lộ lộ, ngân xù, phương trang. Toàn dân nghèo khỉ nên xin phép được gom tim hơi đông, mãi yêu ok. Thì đây, có bó tơ cạt tấm nhỏ tấm bự luôn nha mọi người. Thì cái đôi giày này mình bỏ vô hộp lại cho vui vậy thôi, chứ thực ra mình đã mang rồi, mọi người có thể thấy bằng chứng là cái đế của nó đã dơ rồi. Đôi giày này thì mình mang đi gọi là Vietnam International Fashion Week, mọi người có thể coi lại clip đó, mọi người sẽ thấy mình mang đôi giày này đi. Và chúng ta đã có được món quà đầu tiên, đó chính là đôi giày Vans. Tiếp theo là để nắm bắt được tâm lý đó, thì ở trong cái số này là có, nãy mình có đọc list là có một bạn tên là Thư Vạo. Thì bạn Thư Vạo là Omo nha mọi người nha, nhưng mà rất thích kêu mọi người nha. Omo mà thích kêu đó là một cái gọi là chuyện lạ Việt Nam, và mình đặt kêu bạn Thư đi đăng ký chuyện lạ Việt Nam phường là ba quận Gò Vấp, nhưng mà bạn chưa chịu đăng ký. Thì rất thích cô và quyết định phải tặng cho mình bằng được, tặng con cô cho mình. Lúc đó nó tính tặng quà riêng là tặng cho mình một con cô, nhưng mà mọi người nói là thôi gom lại tặng chung đi cho quà nó lớn thì ok, nhưng mà bạn vẫn giữ vững cái tâm lý là phải tặng mình con cô. Và sau khi tặng mình đôi giày thì bạn đã quyết định order con cô. Thì bạn order con cô thì bình thường không hiểu sao những cái món hàng khác thì đi rất nhanh, nhưng mà con cô thì đi rất chậm mọi người, có lẽ là do cô không có chân hay chăng. Thì con cô đi rất chậm và nó mới về hôm qua thôi, là ngày 8 tháng 12 là nó mới về hôm qua thôi. Đây, và bạn nói là lúc mà bạn đặt thì shop gọi là con cu này là em cu châu Phi nha mọi người nha. Châu Phi gì, cái màu vàng này là vàng châu Á mà, màu vàng nghệ mà mọi người. Đây, em cu có mắt có mũi đàng hoàng nha mọi người nha. Đó, ánh mắt long lanh nha, dễ thương, nhìn dễ thương, nhìn muốn cắn dễ sợ, nhìn muốn cắn dễ sợ. Và tiếp theo nữa đây, mọi người có thấy không, một cái bình bông mà mình trưng nãy giờ nhưng mà quà nó che hết rồi. Nãy giờ nha mọi người, chứ không phải nãy rờ nha, nhưng mà nói liệu thì kệ cho qua đi. Thì quà nó đã che hết cái bình bông này rồi. Thực sự bình bông này một món quà từ một người em rất là dễ thương mình, đó là em Triết. Thì em Triết là cái người mà hay làm tóc cho mình đó, lâu lâu mình đổi màu tóc, mình đổi kiểu tóc là Triết làm á. Thì Triết đã sao là Triết gửi bó bông cho mình, xong Triết hỏi mình á là anh ơi bó bông xấu không anh. Cái không lẽ mình nói xấu thì cũng dễ thương, cái xấu là đúng rồi đó, anh ơi em tự bó dễ thương đó mọi người. Triết tự chạy vô trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ, xong nó mua giấy mua hoa về nó gói lại, nó tự gói nó tặng cho mình luôn mọi người. Xong á mình thấy dễ thương quá, mình phải cắm vô trong một cái chậu bông mình để chung trong nhà mình. Bây giờ hoa nó héo hết rồi, khi nào mà nó rụng thì nó rụng thôi chứ biết sao giờ. Còn đây chính là quà của em trai mình, em Nguyễn Anh Văn, em tặng cho mình một chai gọi là The Perfume mè. Thì em mua tận trong trung tâm thương mại nha mọi người nha, em Nguyễn Anh Văn. Hàng riêu không phải hàng pha ke nha mọi người nha. Một chai nước hoa màu đen nha. Tặng quà cho BD mà tặng màu đen nha. Đen tuyền từ ngoài vào trong nha mọi người nha. Rất nam tính. Và cái mùi hương cũng nam tính nữa. Bây giờ mình sẽ khui cái chai này ra cho mọi người. Mình phải nâng niu quà của mọi người, không có được lột mà kiểu mạnh bạo nha mọi người nha. Quà sinh nhật mà. Không, nhưng mà cái chai xinh lắm. Cái chai xinh như mình. Cái chai nó còn đính đính đá ở trên nữa nè. Chai xinh lắm.
Nhưng mà cái mùi nó rất là đàn ông mọi người ạ. Thì không hiểu sao nhưng mà em Văn vẫn còn hy vọng là để cho anh làm chai thẳng á em. Anh xịt mùi này đi cua gái hả em? Em không không hiểu em tặng anh cái mùi này với ý nghĩa gì. Có phải là để anh xịt để anh đi cua gái, đi chọc gái được không? Đi ra mắt nhà vợ được kiểu vậy không Văn? Sau đó thì chúng ta sẽ tới một món quà. Nói chung là năm nay thì có rất là nhiều điều bất ngờ. Mình không nghĩ là mình được nhận quà từ những người này. Đó chính là bé Thanh Trần. Con má Thanh Trần á. Cái ngày mà má gửi quà là má gửi đâu từ ngày 4 à. Ngày 4, ngày 5 gì kìa. Là gần đúng như ngày sinh nhật. Là má tính đường là sinh nhật là sẽ tới tay tôi luôn. Xong má đi lên Đà Lạt má. Má với thằng Khánh Đặng hai má lên Đà Lạt nghỉ dưỡng. Xong má check cái đơn hàng, cái vị trí đơn hàng á. Thấy đi đâu lạc qua Bình Chánh á mọi người. Gửi qua Tân Bình nhưng mà lạc qua kho Bình Chánh nha. Má kêu má em gọi điện em chửi quá trời chửi luôn. Cái này là một cái chiếc đèn thông minh. Đèn ngủ thông minh mà không biết có thông minh hơn được tôi không. Nhưng mà nghe Thanh nói là phải tải app về mới xài được. Xài điện không cái gì xài không được. Đó. Nó dùng cái bình nấu nước hả mọi người ha. Giống mình có nấu nước hay nồi cơm điện gì đó. Nhưng mà nó là đèn ngủ. Và nó có, nói chung là nó có chế độ phun sương được không ta. Cái này không biết lấy nữa tìm hiểu thêm nha. Tìm hiểu thêm nó sao nha mọi người nha. Nói chung là sẵn tiện mình sẽ nói về những cái điều bất ngờ. Thì trong ngày sinh nhật của mình thì chị Baby Kobo Home chị cũng đã gửi quà qua cho mình. Nói chung là những người mình không ngờ tới nhất. Đó là những kiểu là ý là không phải nằm trong cái vòng bạn bè thân cận của mình á. Nhưng mà vẫn gửi quà cho mình. Thì ngày đó mình vừa mới mổ xong và chị Baby Kobo Home gửi cho mình 10 ly chè. Mình vừa mổ xong mình trốn viện về nhà luôn nha mọi người. Lúc đó là mình vừa mổ xong tỉnh mổ luôn là mình trốn viện mình về nhà. Và chị Baby Kobo Home gửi cho mình 10 ly chè mọi người. Nhưng mà mình vẫn ăn bình thường. Tại vì chè mấy cái đồ mềm là mình ăn hết, mình ngậm rồi mình nuốt giống như ăn cháo vậy đó. Tiếp theo nữa đó là cũng là một người chị luôn. Không hiểu sao tại sao gần đây thì sao ta mạng xã hội mang tới cho mình rất là nhiều người bạn mà mình thấy rất là dễ thương. Một người đó chính là chị Phương Minh. Tại sao mình nói chị Phương Minh dễ thương, bây giờ mình sẽ khui món quà này ra cho mọi người sẽ biết là tại sao rất là dễ thương ở một cái chuyện. Rất có tâm tìm hiểu là sở thích của mình luôn và tặng cho mình ông già Noel nè, ông già Noel vui cười ha ha ha, bà già Noel vui cùng cười rất là nhiều, ông già Noel đến thì chơi ông già Noel, xong quần Spiderman nữa nè. Ê, cái này là phải tìm hiểu kỹ lắm và lùng sục kỹ lắm mới ra nha. Trong khi mình á, mình đi tìm những cái quần kiểu này mình mua không có. Và một chiếc áo nha, áo của Marvel Studio, Universal Studio. Cái áo này, áo One Piece. Hôm bữa giờ mình khui ra, hôm bữa giờ ta khui thật sự luôn là mình chỉ tập trung hai cái quần này thôi. Mà mình quên mất là chị còn tặng mình một cái áo được, áo One Piece mọi người ơi. Một cái bộ phim hình mình rất thích và mỗi ngày mọi người biết đó. Người ta vô trong nhà tắm, người ta tắm lâu là tại sao? Tại vì người ta kỳ cọ, người ta rửa nách, rửa chim đồ. Người ta rửa tay, rửa ráy, gội đầu, rồi lo đứng hát hò, đồ nhảy, nghe nhạc. Nhưng mà tôi, mỗi lần tôi vô trong nhà vệ sinh, tôi sẽ coi One Piece. Mỗi ngày coi đúng một tập là vừa tắm xong. Còn đây chính là món quà của chị Trang, chị Hương Trinh Phát. Một chiếc áo của Find The Way. Đó. Thấy không chưa? Sắc màu tím liệm nha mọi người. Áo xịn lắm á, thơm lắm luôn á nha. Đó, ghê không, ghê không. Tự nhiên cái năm nay ai cũng tặng quà mình ngại ghê. Mà người ta tặng nhưng Lê không nhận, nhận hết. Ai tặng quà thì cũng nhận hết á. Còn đây là chiếc bánh kem. Chỗ thằng Văn Nguyễn nó mua này, nhìn con Pikachu rippy không? Quà sinh nhật, thổi nến đúng ngay ngày sinh nhật luôn. Khá là rippy nha mọi người. Kiểu là bữa giờ không ai dám ăn luôn á. Rất dễ thương nha mọi người nha. Vừa mới mổ xong. Cái bánh kem này qua nè. Happy birthday xong bắt người ta thổi nến. Tao thổi cho danh cái nang tao ra hay gì. Nhưng mà tôi cũng ráng tôi mở cái quạt lên thổi cho nó tắt. Xong rồi tôi ướt. Ướt xong cái xịt mọi người. Xịt tuyết phải không? Cái đó gọi là xịt tuyết phải không? Xịt tẹt tẹt tẹt. Mà xịt vô thẳng cái nang luôn nha mọi người. Xịt vô mặt, bay vô mắt, vô mũi hết. Cái mặt trắng xéo xong xịt vô con này luôn. Còn đây là một chiếc nón do bạn Kiều tặng đó, chiếc nón màu vàng. Dễ thương không bộ? Ai đổi nón này lên dễ thương á, chỉ có duy nhất một mình đổi lên là giống y chang mấy cái số à. Nhưng mà dạo này không biết sao.
Ơi, ngồi ngồi giống giấy số thì còn giống thằng chăn bò nữa. Nhưng mà chiếc nón màu vàng rất là nhã nhặn nha mọi người nha, màu rất là nhu. Và khi ra đường cái màu này nó sẽ bị đầm xuống, là người ta sẽ không có chú ý tới mình. Mình bước đi giữa đám đông thì cái màu này nó rất là nhu và nó sẽ bị hòa lẫn với đám đông đó mọi người. Và đây là món quà đến từ Bảo Nghi, chị bán hàng Thái Lan đó. Nhưng mà Bảo Nghi tặng cho mình một chiếc quần ngủ mình rất thích. Mọi người đừng có nghĩ là mình ra đường mình mặc quần bông vậy tối mình về mình cũng ngủ mà mèn, không có đâu. Tối mình ngủ về mình mặc quần họa tiết, quần con vịt, quần con chim cách cột, quần đồ hôm nay đó, thì bạn mới tặng mình một cái quần ngủ. Thì mình đã quyết định rồi, mình sẽ để đây tới khi nào mình có chồng mình sẽ mặc quần này ngủ, tại vì nó rất là sexy. Còn đây là cái áo, Bảo Nghi tặng cho mình một cái áo. Thì một cái áo này là màu đen, thể hiện được cái sự nam tính của mình, và một quả khinh khí cầu. Quả khinh khí cầu trên đây có con người, thì đây có lẽ là đại diện cho chính mình, đó chính là chính nghĩa. Và cái khinh khí cầu sẽ giúp mình đưa mình bay lên bầu trời, bay cao, bay xa. Tại sao lại là ban đêm? Tại vì ban đêm nó thể hiện cho cái sự gọi là đen tối trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình bay lên được cao, bay cao, bay xa nữa, mình sẽ thấy bầu trời màu đen. Thì mình nói nhiều quá thì mình xin kết thúc cái món quà của bạn Bảo Nghi ở đây. À, và đây là món quà của bạn Hiếu and Bảo Trân. Thì đây mọi người có thể thấy. Ok. Biết sao không? Tại vì mỗi lần mà tới sinh nhật tôi á, mọi người bị gì nè. Hôm bữa nghe nói sắp tới sinh nhật bông tím, mọi người bị gì nè. Chết trà. Biết tại sao không? Tại vì tháng 9, tháng 10, tháng 11 là tôi bị gọi là sao ta? Flash sale, tự nhiên khuyến mãi đặc biệt, tự nhiên hướng lên. Nói chung là một phần là cũng do mình giàu lên. Ý là mình đã kiếm được nhiều job rồi. Thời gian tháng 10, tháng 11 mình chạy khá là nhiều job, xong tự nhiên mình thấy là đến lúc kiểu là mình tri ân bạn bè, những người xung quanh mình, những người giúp đỡ mình, những người đi cùng mình từ những ngày đầu tiên, cái mình thấy là ai có sinh nhật thời gian đó mình tặng quà rất lớn mọi người. Mình đợt đó mình tặng nước hoa, tặng giày, tặng túi xách được không à. Nhưng mà hai người áp lực nhất là tại vì biết sao, cái đôi van này là tụi nó đã gom lại tặng với nhau là không áp lực. Nhưng mà thằng Hiếu với con Trân là nó không có chơi với cái đám này, thành ra nó bị áp lực là không biết tặng mình cái gì. Cái một ngày nọ mình gửi cho tụi nó cái link gửi cho tụi nó link một cái bay gọi là cái bay bán kệ. Tại vì bây giờ mình rất thích gắn mấy cái kệ lên tường để mình trưng cái túi, không hiểu sao ở đâu mà tự nhiên nó ra cái sở thích gọi là cái sở thích sưu tầm túi, cứ thấy túi là muốn mua. Thì mình mới cần mấy cái kệ để mình treo túi lên, thì mình mới gửi lên mấy cái kệ đó vô. Là như vậy nè, không phải là cái quý ở đây, không phải là cái quý mà bỏ tiền rồi mua cái kệ, kệ gửi tới nhà là quý. Cái quý ở đây là tụi nó phải tự mua cái kệ, xong tụi nó phải tự mượn mấy khon, mấy đục, mấy đẻo, súng bắn keo, rồi tụi nó tới, tụi nó bắn lên tường, tụi nó dán lên, cái đó mới là cái đáng quý. Xíu nữa mình quên món quà của chị Ha. Chị Ha tặng mình một con cá sấu, ý là nói mình là sấu phải không chị Ha? Thì hôm nay mình mới dám khui nè, tại vì mình để đặt hộp á, cho nó có cái bị cho nó xinh. Con cá sấu mà đầu rất bự nha mọi người. Dễ thương lắm á. Ê, nó mập quá hả? Vậy hả? Tao tưởng nó là con cá sấu bình thường. Và món quà cuối cùng. À không phải. Món quà này đó chính là từ slide ấy. Cái bà slide này dễ thương á. Thật ra không biết, chắc là bên đó không biết sinh nhật mình đâu, nhưng mà bên đó gửi qua cho mình đúng ngày sinh nhật. Lúc đầu mình tưởng là gửi tới mình cái ba lô không, nhưng thực ra ở trong nó có bộ đồ nữa. Thì cái hoành tráng lắm luôn á. Cái này là một cái hoodie nè. Thì bình thường á, trời Sài Gòn mà mặc hoodie là nóng đổ mồ hôi nách luôn á. Mồ hôi nách chảy róc rách như con suối lộ luôn á mọi người. Xong á, nhưng mà tự nhiên buổi giờ Sài Gòn bị sao á, sáng lạnh. Cái người mà lớp mỡ dưới da dày 7-8cm như mình mà còn thấy lạnh là người thường chắc cũng lạnh. À xin lỗi nha mọi người, cái này là sweater. Cái hoodie thì nó có cái nó, nhưng mà nó dày lắm. Và một cái này là một cái quần. Mình rất thích mặc quần sọt. Nhưng mà mọi người có bao giờ thấy mình mặc quần sọt không? Không, là tại vì sao? Tại vì lúc mà mình lớn á, mình bắt đầu mọc lông á mọi người. Tuổi dậy thì á, thì kèm theo lông nách, lông mu. Không, cái này là ngôn ngữ khoa học nhưng mọi người, mình không có nói chuyện kiểu tục tiểu quốc dạy đâu. Tại vì lúc đó năm mình học lớp 8 là cô có dạy là một trong những dấu hiệu của tuổi dậy thì á là mọc lông nách và mọc lông mu. Cái đó là thuật ngữ khoa học sinh học luôn. Thì đó thì người ta thì chỉ mọc lông nách, mọc lông mu thôi. Mình thì mọc thêm cả lông chân nữa. Lông chân rất nhiều. Nói có sáng phải có trứng. Lông chân nhiều lắm. Thật ra là bây giờ mình cũng chuẩn bị triệt lông chân rồi, nhưng mà mình vẫn chưa sẵn sàng lắm để từ bỏ cái bộ lông chân này. Cho nên khi nào mình triệt lông chân, mình sẽ mặc những cái bộ quần ngắn cho mọi người coi. Mình thích, rất thích bạn quần ngắn. Và món quà cuối cùng là một món quà sinh nhật rất là ý nghĩa và rất là chấn động với cuộc đời mình. Đó chính là vào một ngày nọ mình đi làm răng. Cái răng của mình nó bị sâu. Mình thì mình rất là sợ làm răng. Bạn mình năn nỉ mình hoài luôn, mình mới đi làm.
Thì bữa đó mình đi làm, mình nằm lên cái bàn làm răng, người ta khám cho mình là mình thấy run rồi. Xong cái chị đó cầm cái phim, mình đi chụp phim, người ta quét hết cái này nè. Trong cái đầu mình suy nghĩ là ăn lon rồi. Tại vì mình nằm làm răng mà bà đứng coi cái phim của mình, xong bà gì nè. Thằng này nó đã sợ làm răng rồi mà nó còn gặp cái này nữa. Là mình phát hiện lúc đầu mình nghĩ là răng khôn, là cái răng khôn nó đã là quá là nghiêm trọng đối với cái chuyện là những cái răng là tại vì phải nhổ, phải mổ xẻ mệt đó. Không, chị cho mình coi cái phim. Đây cái răng khôn đây, nó mọc nghiêng qua xong nó tạo thành một cái nang. Đây cái nang tròn như hòn bi ve đây mọi người, ở trên đây có một cái nang nhỏ này, hai cái hốc nang hai bên cái răng rất dễ thương và đáng yêu. Đó người ta gọi là nang răng. Và nang răng thì phải phẫu thuật lấy ra. Đó, lúc đó mình kiểu mình đứng luôn mọi người, cái tim mình lúc đó nó đập lỗi ba nhịp. Thì mình nghĩ là vậy, là ở đó không dám làm, thì chị mới nói là chị sẽ chuyển mình qua bệnh viện răng hàm mặt trung ương, chị gửi cho bạn của chị, xong sẽ tới đó làm. Lúc đó mình làm cái răng, mình không còn tâm trạng làm răng nữa mọi người ạ. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là gây tê, tại vì mình sợ nằm bệnh viện lắm. Thì nếu mà nhẹ cái nang mà nhỏ thì người ta có thể gây tê, người ta mổ ra xong người ta lấy được. Nhưng mà hai cái nang của mình quá bự, nó bự đến mức mà cô giáo, có một cô giáo xin cái phim của mình để đem đi dạy luôn, đi dạy nha nha mọi người. Tại vì một trong những cái nang bự nhất ở Việt Nam này, tại vì không hiểu sao nó to như vậy mà nó tròn do vậy đó. Khi mà vô bệnh viện thì bác sĩ tư vấn của mình là phải gây mê, có nghĩa là mình phải nhập viện, tại vì mình sợ nhập viện lắm. Nhưng mà trong đầu mình có hai cái luồng suy nghĩ với hai dòng sữa mẹ nó chạy trong đầu mình, đó là một á là nếu mà mình gây tê á thì không có nhập viện, mình không có sợ bệnh viện, nhưng mà mình sẽ thấy cảnh người ta mổ mình sẽ sợ. Hai á là gây mê thì mình không biết mẹ gì hết, mình tỉnh dậy thôi. Thì cuối cùng thì bác sĩ chọn gây mê thì mình cũng mừng, tại vì mình sẽ đỡ sợ, mình không biết gì hết. Chốt ngày 21/11 là mổ, là ngày mổ, là ngày đó nhập viện mổ á. Thì mình mới hủy hết tất cả các job trong vòng trước đó 3-4 ngày gì đó, với sau đó một tuần luôn để mình nghỉ ngơi luôn, mình chốt hết rồi. Cái tới ngày 20/11 á mọi người, mình ở nhà, mình cứ nghĩ là tới ngày đi mổ thì mình sắp đích cho bệnh viện mổ thôi, tại vì mình đã khám hết rồi, mình đã khám hết tất cả mọi thứ giấy tờ có đủ rồi. Xong tới ngày 20/11 á, chị bác sĩ gọi mình là ủa em ơi sao em không vô làm khám tiền mê với lại làm thủ tục nhập viện. Cái mình coi ủa là phải làm thủ tục nhập viện nữa. Thế là ngày 21/11 mình không mổ được, mình phải dời lịch. Rồi xong mình phải gọi chốt lịch với chị đó, tại vì anh bác sĩ đó là một anh bác sĩ giỏi về cái mảng mổ nang này nè, nhưng mà anh rất là bận, bản thân mình cũng bận. Tại vì trong tháng 12 á, là đầu tháng 12 là ngày 5/12, xong tới ngày 12/13 là mình phải đi 13 năm điền quân, xong tới ngày 17/18 mình có dính một hai cái show trong hai ngày đó luôn. Xong tới ngày 23/24 gì đó thì chị nói là 23/24 thì quá xa, 23/24 là Giáng sinh á, là quá xa luôn, mình không thể nào để tới đó được nữa. Lúc đó là mình phải khám lại tất cả cái kiểu thì không được. Thì chị nói là thôi ngày 5 đi em, chị thấy ngày 5 em trống nè. Xong mình mới nói à chị ơi ngày 5 á là ngày sinh nhật em á. Cái chị mới thấy nói nè, ngày đẹp đó. Phải chốt luôn, bà sẽ dễ á. Ngày 5 ngày sinh nhật em á, ngày đẹp đó, chốt nha. Chốt luôn, chốt ngày 5 sinh nhật em luôn, là ngày sinh nhật em phải vô bệnh viện mổ đó mọi người. Thì sáng ngày sinh nhật em thì cũng như sáng của ngày bình thường, thì em thức dậy 5 giờ sáng. Tại bình thường á, ngày 5 mổ, tối ngày 4 mọi người phải vô bệnh viện, mọi người nằm để sáng ngày 5 người ta đưa mọi người vô bàn mổ luôn. Nhưng mà tôi thì tôi về nhà ngủ để tôi đón sinh nhật sớm một chút. Đó xong cái tôi sáng sớm đó em đi vô mọi người ạ. Em vô xong em làm xong á, người ta truyền nước cho em, xong người ta đưa em lên bàn mổ mọi người ơi, người ta chụp thuốc mê. Xong á, người ta mổ xong thì kiểu là bữa đó cũng sẽ có nhiều chuyện, nhưng mà em sẽ lên cái vlog kể về cái chuyện đi mổ của em sao cho mọi người. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà em thức dậy, sau khi mà em sản dược xong rồi mọi người, em bị chích thuốc mê, xong em thức dậy em sản dược, em đòi đi gặp ai em cũng biết nữa. Lúc đó em chỉ biết là em giật ra em đòi đi, xong bác sĩ cản em lại, xong em cứ giật ra đòi đi gì nè. Xong không hiểu sao tại sao lúc đó sản dược đòi đi gặp ai, chắc lúc đó gặp Crush, lúc đó đang Crush một người thì chắc là tính đi gặp Crush hay sao á, không hiểu Crush đâu ở trong bệnh viện răng hàm mặt nữa, tới đó khám xương hàm hay gì á. Thì đây chính là hai cái răng, hai thôi nha. Nhìn thì có mẹ nó điện thoại. Ủa cái đèn nó chá nè. Rồi, nhìn thì có vẻ là ba nhưng mà thực ra chỉ là hai thôi. Đây là một cái nè. Còn đây là một cái, tại vì có vẻ là cái răng chỗ cái nang. Đây, cái nang nó bên đây với bên đây, thì lúc nữa mình sẽ lấy cái phim đó mình để lên cho mọi người coi luôn. Thì cái bên này á là bác sĩ nói mình á là em á sẵn
em mổ cái này nè, gây mê này, em nhổ luôn mẹ cái này luôn đi chứ để đó không làm gì hết, nó không có tác dụng gì hết á, mà nhiều khi nó còn bị đụng vô má nha, nó còn bị đụng nữa thì mình cứ ok mổ luôn. Chứ mình nói bác sĩ là à, chị ơi sẵn tiện là bác sĩ mổ cho em á, chị cho bác sĩ sửa giùm em cái mũi luôn được không? Mà bác sĩ không chịu, chị nói là ủa trong đây không có sửa mũi em ơi. Thì đây là cái răng này thì mình đã xin về. Thì bữa giờ con Thảo với con Nhi với con Yên, những người trong nhà mình đã khóc lóc và kêu mình quăng cái này rất là nhiều, nhưng không, mình quyết định giữ lại để mình quay cho mọi người coi một cái thời oai hùng mà mình đã vượt qua được hai cái nàng răng như thế nào. Và mổ nang xong thì mình, nhà của mình rất là dễ thương, đã cho mình ăn là cá khô, cơm chiên Dương Châu, lẩu cá Dương Tử Vàng đó, những cái món nó rất là tinh tế và như một người bình thường, để cho mình trải qua cảm giác là ừ mình vẫn sống như một người bình thường chứ mình không hề bị nang bị gì nha mọi người nha. Thì đó, thì cái ngày sinh nói chứ tóm lại thì ngày sinh nhật của mình là một năm nay thì là một ngày rất là đặc biệt, nó có rất là nhiều sự kiện đáng nhớ, đó là mình đã mổ được, xử lý được hai cái em nang mà mình nghĩ là nó đã ở đây cũng cả chục năm rồi. Sau đó thì mình được tặng rất là nhiều quà từ những người bạn bè thân thiết và cả từ những người chị em mới quen đó, và hết. Thì clip tới đây là hết rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nãy giờ, mãi yêu mọi người. I love you, sugar, tun 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 tun, bye bye.